Kính thưa các quý đạo hữu, là 49 chưa qua, 53 cũng tới, là hai cái tuổi hạn đấy là mỗi người chúng ta cũng rất là lo lắng. Bởi vì nó truyền từ đời nọ đến đời kia mà. Tức là ai ai cũng cũng biết về việc này. Cho nên là khi đã biết rồi thì ai ai cũng lo sợ về việc này. Và các quý đạo hữu, ai ai cũng lo sợ. Thế thì có phải tất cả những người 49 tuổi, 53 tuổi đều là gặp nạn hay không? Có phải như vậy không? Hay là kính thưa quý đạo hữu, tuổi 49 và tuổi 53 không phải ai ai cũng gặp nạn. Thế nhưng mà số nhiều cũng là gặp nạn. Thì kính thưa các quý đạo hữu, ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán nói về cái chuyện mà rất là gần gũi với Phật tử chúng ta. Cái năm mà có bão truyền thông, báo Lao Động ấy, là Tâm Chiếu Hoàn Quán 49 tuổi và sư phụ nhà mình là 53 tuổi, tính là tuổi âm lịch. Mọi người nghe thấy thế, thấy có thấy lạ hạn không? Tâm Chiếu Hoàn Quán là sinh vào ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch, còn cái chuyện báo Lao Động là vào ngày 20 tháng 3 dương lịch, thì tính ra âm lịch là Tâm Chiếu Hoàn Quán còn mấy ngày nữa mới thoát tuổi 49. Phải không? Thế nhưng mà vẫn vào cái bão truyền thông, báo Lao Động đấy. Thế ở đây bảo thôi chết rồi, cô Yến là 49, còn sư phụ thì đúng là 53 rồi. Cho nên là sư phụ cũng gặp lạn, mà cô Yến cũng gặp lạn. Phải không? Cái lạn đấy thì thực ra là sư phụ mới lại Tâm Chiếu Hoàn Quán nhiều chứ. Phải không? Dầm dầm lên chứ trên mặt báo toàn sư phụ mới lại Tâm Chiếu Hoàn Quán chứ đâu có phải Chư Tăng đâu. Phải không? Thế cái nạn đấy thì các quý đạo hữu thấy mở ra bây giờ là thế nào? Nó là phúc chứ đâu phải nạn đâu. Thì Phật tử của chúng ta lại là những người biết sự thật ở bên trong nhá. Thì biết là người ta nói dối thì Phật tử người ta càng có lòng tin hơn, càng tinh tấn hơn và còn nhiều người biết đến hơn nữa. Trên từ năm 2019 đến giờ Phật tử của chúng ta có phát triển không? Có tinh tấn tu tập hơn không? Thế là mục đích của người tu là chẳng qua là Phật tử tinh tấn tu tập thôi và phát triển được Phật tử, tức là nhiều người biết đến đạo pháp thôi. Thì đấy là thành công chứ có phải là thất bại đâu. Phải không quý đạo hữu? Thế thì như vậy đâu có gọi là nạn. Phải không? Thế không gọi là nạn. Thế còn nói là ví dụ sư phụ mà bị cách chức hay là các cái chức đấy. Cái chức đấy đâu có phải người tu tham cầu đâu. Phải không? Tuy rằng nó là oan đấy, nhưng mà cái chức đấy là những cái chức mà chức danh thì là người tu không tham cầu. Thấy không? Thế đấy là không phải là mục đích tối hậu của người tu. Ví dụ như người đời, mục đích của người ta là được chức danh, người ta bị cắt thì như thế là người ta gọi là bị mất cái lợi ích. Như vậy mới gọi là bị nạn. Còn người tu thì cái đấy không phải là lợi ích. Phải không? Không phải lợi ích. Mà nó cắt duyên đi thì nó cũng dễ dàng tu tập, vẫn đầy đủ nhân duyên độ tứ chúng đấy chứ. Phải không quý đạo hữu? Có gì khác đâu. Thế cho nên là việc đấy là Tâm Chiếu Hoàn Quán cùng với sư phụ đâu phải gặp nạn. Nạn dưới con mắt của người khác thôi chứ. Phải không? Thành quả thì không phải là gặp nạn các quý đạo hữu ạ. Không phải là gặp nạn. Mà đâu đó Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng rất là mừng hơn nữa. Đó là lúc trước cái vì nó cũng đông quá, các quý đạo hữu không củng cố được các đạo tràng. Phật tử không có chuyên chăm tâm vào tu tập, không chuyên tâm, không chăm chỉ tu tập nhiều vì mình không có sao sát được. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Thế nhưng mà từ khi báo Lao Động thì chúng ta có dừng được cái việc mà thỉnh Oan Gia Giới Chủ giúp cho số đông, thì chúng ta lại củng cố được cái việc tu tập cho đại chúng. Và sau khi không cần thỉnh nữa mà đại chúng chăm tu tập vẫn chuyển hóa được. Thế thì chúng ta đây là bước đi lên, giảm việc nhưng mà gì? Giảm việc đi, nhưng mà về lội chúng tu tập thì lại được tăng lên. Đấy là mục đích của người tu rồi. Phải không? Đó, thế các quý đạo hữu thấy thì như thế là phước chứ đâu có phải nạn đâu. Phải không? Cho nên chúng ta khẳng định rằng không phải ai 49, 53 cũng là gặp nạn, gặp hạn và bị tổn hại. Mà có những người 49, 53 họ lại đi lên, còn nạn hạn bằng con mắt của thế gian không tính đến. Thấy không? Nhưng mà miễn là cái lợi ích của người ta được đã đó, thì mới tính đến là không gặp.
Còn lợi ích người ta bị mất đi thì mới gọi là gặp hạn, phải không? Chứ nếu như đến lúc bấy giờ mà kể cả cái việc mà sư phụ không còn làm gì nữa, nhưng chúng ta nếu nhìn thấy sư phụ còn tinh tấn tu tập thì cũng không gọi là gặp hạn, phải không? Nó chỉ là cắt duyên để tu thôi, phải không các quý đạo hữu? Nhưng mà nếu thấy sư phụ là không tu nữa thì đấy mới gọi là gặp hạn, phải không? Gọi là không tu nữa, gọi là hoàn tục, gọi là chán đời đấy, hiểu không? Thì đấy mới gọi là gặp hạn, tức là mình mất sự nghiệp của mình rồi mới gọi là gặp hạn. Các quý đạo hữu rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy là gặp nạn, gặp hạn là chúng ta mất sự nghiệp, mất lý tưởng và không thành công, bị tổn thất về sự nghiệp, về lý tưởng, phải không? Đấy, thì chúng ta mới gọi là bị gặp nạn, gặp hạn nhé. Hoặc là thân thể, hoặc là như thế nào đó mới gọi gặp nạn, gặp hạn. Bây giờ Tâm Trí Hoàn Quán xin đọc câu hỏi của bạn gửi đến. Con bạch cô chủ nhiệm, bố con hiện đang ở tuổi 53, mẹ con đang ở tuổi 49. Con nghe nói tuổi 49 và 53 là hai tuổi dễ gặp hạn nhất trong cuộc đời. Người ở tuổi này thường hay gặp các vấn đề xấu về sức khỏe, công việc, khó khăn, bất ổn trong tâm lý. Vì vậy, con xin cô chỉ dạy cho con phải hồi hướng thế nào để thật có lợi ích nhất cho bố mẹ con ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Đó, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng vừa mới chia sẻ với các quý đạo hữu về việc không phải ai cũng gặp nạn, gặp hạn năm 49 và năm 53 tuổi. Thế thì để làm sao chúng ta biết được là đến năm 49 tuổi, đến năm 53 tuổi chúng ta sẽ gặp nạn, gặp hạn? Nếu như chúng ta thấy người này trước những năm 49 tuổi, trước những năm 53 tuổi, người ta không có tu tâm, không có xoay vào để tu chỉ giới nhé. Tu tâm, không tu tâm, không học các điều giác ngộ, không dừng việc ác, thì chúng ta mới biết là những người này là đến năm 49, 53 mới gặp phải cái việc không tốt, phải không? Hoặc là cái trường hợp mà cái người này, người ta đến cái năm 49, 53 người ta lại làm việc rất là ác, phải không? Tà kiến thì người ta mới gặp hạn, gặp nạn nhé. Có 3 trường hợp thế này thì không lo là 49, 53 là gặp nạn, gặp hạn này. Trước đó có tu tập, trước 49, 53 có tu tập, trong những cái năm 49, 53 người ta có tu tập. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là kiếp trước người ta tích lũy phước báo quá nhiều, kiếp này người ta có làm ác nhưng cũng không thể nào mà người ta gặp quả báo ngay được, vì người ta còn đang hưởng cái phước kia. Cho nên 3 trường hợp này không gặp các cái ác lạn trong 49 và 53 nha. Thế thì tại sao mà lại cứ hay đến năm 49 tuổi và 53 tuổi lại hay gặp lạn thế? Thì đây nó là một cái quy luật thực tế, tức là trong cuộc đời chúng ta, cái tâm con người ta nó cũng sàn sàn nhau ấy mà. Ví dụ như sống trong cùng một xã hội này, thì chúng ta cùng chung nhau những cái ý kiến tư tưởng về xã hội. Ví dụ như là chúng ta chơi mạng Facebook này, hay hồi xưa hay ngồi nê đấy, ngồi nê rồi ngồi nói chuyện, rồi ngồi quán nước rồi các thứ, chúng ta hay tạo khẩu nghiệp, phải không? Thế đời sống nó cũng sàn sàn như nhau thế. Thế rồi ở nhà đến ngày cúng lễ giỗ Tết thì ăn uống bạn bè thì cũng sát sinh, phải không? Thế rồi đôi khi cũng trộm cắp những cái lặt vặt, ví dụ làm cơ quan thì trộm cái ở cơ quan, làm ở đâu thì trộm cắp ở đấy, thì trộm cắp những cái lặt vặt đấy, thì nó hay tạo nghiệp giống nhau như vậy. Thì đến một cái khung thời gian nào đó thì nó sẽ hay trả nghiệp. Trên cái đến khung thời gian là 49-53 là hay trả nghiệp. Chính vì lý do đấy chứ không có lý do mê tín gì. Không phải có một cái ông thần nào cả, cứ đến năm đấy là ông ấy định tội cho mình, không phải có nhá. Không có, thì chúng ta hiểu chỗ này, chúng ta giác ngộ ra. Thế và rồi nữa, chỉ những cái trường hợp nào mà người ta quá ác thì chẳng cần đợi đến 49-53, phải không? Đi tù bất cứ tuổi nào, phải không? Tuổi nào cũng đi tù, mà tội đã gây ra là phải đi tù, tội nào cũng thế. Không phải cứ là giết người, không phải cứ là ăn cắp, không phải là cái gì cả, mà cứ tạo nhiều tội đến cái lúc đấy nó sẽ tùy duyên, nó dẫn đến cái tội rất là nhỏ, đi tù oan cũng có, phải không? Chứ không phải là cứ giết người mới đi tù, hay cứ ăn cắp mới đi tù, mà đôi khi bị oan cũng đi tù. Thế là do nghiệp lực nhá. Do nghiệp lực tạo nhiều cái việc ác. Thế cũng như vậy, ở đây thì hỏi cho bố là bố làm thế nào, mẹ làm thế nào, con làm thế nào để cho nó vượt qua cái tuổi đó.
cái nạn của cái tuổi đấy. Thì bây giờ trong gia đình nó có cái sự cộng nghiệp mà. Ví dụ bố mà bị gặp nạn, mẹ bị gặp nạn thì con cũng phải bị đau buồn, có khi lại phải chăm sóc, phải không? Thế rồi khi nếu mà gặp nạn về kinh tế thì mình không được hưởng cái phước, phải không? Nếu hạn nạn kinh tế thì phải mất phước đi mà. Bố mẹ phải đền bù chẳng hạn. Thì có thể là mình mất mất tài sản không? Mình không được hưởng. Thế thì người con tinh tấn tu tập ở trong cái cộng nghiệp đó thì cũng sẽ giảm đi được nhé. Người con thì chăm tu giới để cái phước mình tăng lên, để cho cái cộng nghiệp của gia đình nó giảm đi nhé. Chăm tu giới, chăm nghe pháp để giác ngộ, rồi chăm bố thí cúng dường, phóng sinh, phải không? Thì bố mẹ sẽ được tiêu trừ bớt nghiệp đi, là do cái phúc của mình được, mình được tăng phúc lên, mình được hưởng tài sản từ bố mẹ, mình không phải chăm sóc bố mẹ ốm đau, mình không phải chịu những cái khổ não vì những cái chuyện không hay của gia đình. Thế rồi mình phải tu lục hòa, mình thường mang niềm vui đến cho mọi người, sống hòa hợp với nhau, đừng nói lời chia rẽ nhau, để gia đình mình đỡ bị ly tán, phải không? Đấy là những cái nhân mà mình có thể gieo được để cho chuyển được kinh nghiệp của bố mẹ. Thế và mặt khác nữa, chúng ta có thể mở những câu chuyện nhân quả rất đơn giản thôi cho bố mẹ nghe. Bố mẹ khởi được ý về nhân quả, đấy cũng làm cho bố mẹ tăng phước lên rồi, phải không? Đó. Thế rồi mình có thể rủ bố mẹ đi chùa để cầu phúc, thì bố mẹ đến chùa bố mẹ vái Phật một vái cũng được tăng phước lên rồi, phải không? Tức là mình tìm mọi cách để giác ngộ cho cha mẹ, tăng thêm các thiện pháp cho cha mẹ, phải không? Rủ cho cha mẹ đi phóng sinh, có chút thì góp từ thiện, cái đấy cũng là tốt. Cái đấy là việc làm để cho cha mẹ chuyển hóa nghiệp lực nha. Đấy, thế và Phật tử thì chăm chỉ tu tập. Thế còn chúng ta đã tin về tâm linh thì chúng ta có thể tụng kinh lễ bái, rồi chúng ta hồi hướng cho các oan gia trái chủ trên các nghiệp của bố mẹ nữa nha. Thì để cho bố mẹ thêm phần được bình an. Đấy, giống như trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy muốn làm cho bố mẹ như này thì chúng ta phải cúng dường Tam Bảo để cho cha mẹ tăng thêm tuổi thọ đấy. Đấy, trong kinh Vu Lan đấy nha. Hãy kính thưa các quý đạo hữu, Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ với các quý đạo hữu để cho chúng ta vượt qua tuổi 49, 53 một cách dễ dàng nhé. Có cái gì đến với chúng ta đi chăng nữa, nó cũng chỉ là phước báo đến với chúng ta thôi, không phải là những khổ đau nhé. Thế thì cái gì mà cái mà cái kết quả cuối cùng đem lại lợi ích to lớn thì nó vẫn là phước báo. Về cái tâm nguyện tu tập Hoằng Pháp, độ sinh của chư Tăng, cũng như là hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp của chúng ta, hay chúng ta sẽ vượt qua được cái tuổi 49, 53 cho mình, cho gia đình mình nhé. Chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.